Năm 2018 chứng kiến nhiều diễn biến mang tính dấu mốc trong đời sống chính trị và xã hội ở Việt Nam. Những diễn biến này bao gồm những quyết định hệ trọng mà có phần chắc sẽ đưa tới những hệ quả sâu rộng. Phản ứng mạnh mẽ của người dân trước những đường lối chính sách gây tranh cãi, cũng như hành xử của chính quyền trước thái độ phản kháng. Mời quý vị cùng VOA nhìn lại những sự kiện này. Nhà chức trách Việt Nam trấn áp mạnh tay hơn tiếng nói bất đồng chính kiến với những bản án tù nặng hơn cho các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, trong khi thành tích nhân quyền của Việt Nam bị chỉ trích là trầm trọng về mọi mặt. 103 nhà hoạt động bị bắt, trong khi 120 người bị xử án tù trong năm 2018, theo kiểm đếm của tổ chức The ATA Project đặt ở Mỹ. 11 người bị tuyên án từ 10 đến 14 năm, 2 người từ 15 đến 19 năm, riêng ông Lê Đình Lượng ở Nghệ An bị 20 năm tù. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Việt Nam kết án 39 nhà hoạt động với tổng mức án lên đến 294,5 năm tù. Ba nhà hoạt động được trả tự do với điều kiện phải sống lưu vong ở nước ngoài là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà. Quốc hội Việt Nam ngày 12 tháng 6 thông qua luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi bất chấp những lo ngại và phản đối kịch liệt ở trong nước lẫn hải ngoại. Bộ luật được Bộ Công an soạn thảo và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, bị cho là một bản sao không có sự thay đổi nào từ luật an ninh mạng của Trung Quốc. 70.000 người đã ký vào thỉnh nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích bộ luật này khi cho rằng nó là công cụ giúp nhà cầm quyền hạn chế quyền tự do biểu đạt trên mạng. Vào tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối luật này và dự thảo luật đặc khu. Đến tháng 11, có ít nhất là 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình, các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Quốc hội Việt Nam gác lại dường như vô thời hạn dự luật đặc khu sau khi nổ ra sự phản đối quyết liệt từ công chúng. Có tên đầy đủ là Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc. Dự luật này đã trở thành tâm điểm của những chỉ trích kịch liệt hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vì nó chứa đựng các điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ. Nhiều người phẫn nộ cho rằng làm như vậy không khác gì hình thức nhượng địa và cảnh báo những nguy cơ từ đầu tư của Trung Quốc vào những địa điểm này. Đỉnh điểm của làn sóng phản đối là các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương, kể cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6. Riêng tại tỉnh Bình Thuận, biểu tình đã trở thành bạo loạn trong hai ngày, làm tê liệt một tuyến quốc lộ và một số trụ sở chính quyền bị đốt phá. Năm 2018 đánh dấu sự kiện nhiều tướng công an, quân đội bị kỷ luật và thậm chí vướng vào vòng lao lý vì những cáo buộc tham nhũng và sai phạm trong quản lý mới đây nhất, ông Tất Thành Cang, ủy viên trung ương đảng và phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 26 tháng 12 đã bị cách chức liên quan tới việc xây dựng bốn con đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, một điểm nóng về tranh chấp giữa người dân và chính quyền từ hàng chục năm qua. Chiến dịch đốt lò, một nỗ lực bài trừ tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, có phần chắc sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong năm 2019, trong khi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam quyết liệt đương đầu với điều mà ông xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với chế độ. Trong khi đó, hàng chục người trong đó có các đảng viên và học giả đã công bố thư ngỏ yêu cầu ông Trọng công khai tài sản để làm gương, đến giờ vẫn chưa thấy phản hồi nào từ nhà lãnh đạo 74 tuổi. Sau khoảng 4 thập niên, Việt Nam lại có một lãnh tụ nắm cả hai vị trí cao nhất của Đảng và nhà nước cùng một lúc. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 ngay sau cuộc bỏ phiếu mang tính chất thủ tục của Quốc hội, không lâu sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời vì trọng bệnh dù người đứng đầu đảng Cộng sản có thực quyền lãnh đạo lớn nhất, song giới phân tích nhìn nhận việc ông Trọng kiêm chức chủ tịch nước có nghĩa là một sự khẳng định quyền lực của ông trong các cuộc đấu đá chính trị nội bộ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ ngày càng được đẩy mạnh. Một số người lập luận rằng việc nhất thể hóa có thể là một diễn biến tích cực vì nhà lãnh đạo 74 tuổi này sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam ổn định hơn.